Khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay, tại đường tỉnh 376, đoạn qua xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xe ô tô 5 chỗ đi từ thị trấn Ân Thi về thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, qua xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, đã va chạm với xe mô tô đi theo chiều ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn giao thông khiến người điều khiển mô tô tử vong tại chỗ. Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vừa qua, toàn tỉnh xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông, làm 4 người chết, 13 người bị thương, tăng 7 vụ, tăng 2 người chết, tăng 7 người bị thương so với cùng kỳ năm 2023.